Đây đây Mấy rồi. một lúc thôi xong bắt đầu là thôi. Đang quay này. Chị nằm xích lên giùm em nha. Chị Trang đâu em? Chị Trang làm cho cô Tâm ạ. Đến rồi à? Cô đến chưa? Chưa, bảo chị lên đi. Đến rồi ạ. Đến đang làm cho cô rồi. Em ơi, em đứng em quay rồi. Xong rồi đứng đi học luôn này. Đứng đi học luôn này, cái tay. Cái này quan trọng nhất là kỹ thuật tay và lực. Thêm nữa là tốc độ của động tác. Bởi vì cái tốc độ nó cũng là cái quyết định. Anh ơi đứng xem đi. Đâu cái máy của chị truyền tính à, chất ừ, đâu? Đúng rồi. Đâu em xem cái máy tính chất chị là máy nào? Linh ơi, chỉ cho chị Huyền cái máy điện chuyển ion. Gì ạ? Không phải điện gì. Điện chuyển ion. Điện mà đẩy mà năng chất. Nó nghĩa là nó phải đẩy, nó phải đổ cái ống tinh chất vào trong máy ấy. Không phải cái đấy rồi. À thế là không kiểu xịt tinh chất á? Không phải xịt, mà cái tinh chất nó được đổ vào trong cái máy đấy và cứ đưa máy lên là bắt đầu tinh chất nó rót ra và nó được thẩm thấu vào bên trong. À thế thì không, cái này chỉ đẩy đẩy tinh chất thôi. Không, đẩy hoặc tinh chất là không có thua. Máy oxy, máy máy gọi là phun tẩu. Không ăn thua, nó phải kết hợp giữa cái sóng siêu âm ấy, kết hợp cùng với tinh chất, nhưng mà tinh chất lại đổ vào trong máy để thế thì để gửi cái video cái máy cho chị xem cái. Ừ, em gửi hình cho. Anh ơi. Ơi. Đổ về tự nhiên thì da cứ xung quanh da mặt nó cứ sẩn lên như là kiểu như là trứng cá con ấy. Đây sẩn sẩn nó bôi cái gì đấy? Do bôi cái gì? Gan nóng là thằng Ron này nó có cái thải độc gan tốt cực, hai nữa là còn chơi chồng triển trị ung thư gan, điều trị được ung thư gan. Bây giờ tôi cũng phải đang lấy uống bởi vì cái đấy nó hiếm, không có đâu, sắp tới nó xuất khẩu đi cái bọn này này, thành ra là mình phải tranh thủ mình lấy vài lọ mình uống chứ không có không còn hàng. À, cái gì nhỉ Huyền ơi? Dạ. Chị bảo nhá, cái chính sách thì nó như lúc nãy chị chỉ cho em thì chả có gì, cái quan trọng là mình mở hệ thống ấy. Vì là mình chia sẻ như này, những cái mà khách hàng spa như chị ấy, ai chỉ cần những cái gam hàng đấy là một, cái thứ hai là họ gặp vào đây họ coaching cho mình 6 tháng để các cái spa người ta đang chết ấy. Khi người ta được coaching, người ta có mentor ấy, là người ta sẽ vận hành được 6 cái chìa khóa thành công. Ví dụ như nhân sự này, hai là marketing này, ba nữa là quản lý tài chính này, bốn là chuyên môn này. Họ đào tạo mình hết đấy, hiểu không? Ví dụ như là các em đi đào tạo, các em chuyển giao, các em chỉ chuyển giao mỗi cái nghề, các em không thể nào mà cầm tay chỉ việc cho người ta hàng ngày, từ nhân viên nhân sự đến từ chăm sóc khách hàng như nào, từ đưa gia tăng khách hàng ấy, thì ở đây nó làm như thế bởi vì người ta phải giúp sụp server vận phát triển tốt đó. Xong là thứ hai là cái công việc của người ta tốt thì người ta mới đi làm hệ thống được ấy. Bây giờ thoát xác công việc, chị bây giờ chị đang muốn thoát xác hiểu không? Thì mình không phải cái spa của mình nó hoạt động tốt rồi thì mình đi mình làm hệ thống, thế thôi, thêm dòng tiền Huyền ạ. Thêm dòng tiền như chị em mình bây giờ, chả nhẽ bây giờ em không làm là em không có tiền, đúng với chị cũng thế thôi, 20 năm trong nghề cứ ngồi cứ làm và làm. Ô mấy cái bên bọn bảo hiểm nó cũng vào nó kiếm cơ hội Lan ạ. Hôm vừa lúc nãy có một thằng nó gọi cho mình, nó lại đai chi chứ, nó cũng chùm thủ lĩnh là thích quá, nó bảo em thực sự em cũng muốn có thêm dòng tiền thứ hai, nhưng là cái ngành về làm đẹp sức khỏe em cũng thích. Thế thì nó lại có hệ thống rồi, quan trọng là bây giờ em muốn là em chọn cái người mà đi cùng ấy. Đấy thằng ấy nói cái mình thích ngay, em chọn cái người đi cùng mình là ai như nào, bảo ôi giời, thì em đúng là chuyên nghiệp rồi. Nó cũng muốn sang bên này bởi vì sang bên này được nó làm hệ thống về sức khỏe, về giáo dục này, về ở bên này nó có nhiều lắm.